Tiếp tục hàng khủng cho các bác đấy. Em ạ, tối hôm nay tiếp tục chào đón các bác đến với lại hai đôi loa JBL. Dòng JBL này hàng của USA, Bát 25. Đối với hai đôi loa JBL này, báo cáo các bác là trong này có hai đôi model giống hệt nhau. Một đôi có mức giá là 5 triệu 9 và một đôi là 6 triệu 3. Tại sao lại 5 triệu 9, 5 triệu 9, 6 triệu 3 khác nhau cái gì? Một đôi 6 triệu 3 là đôi nó có trùng series thế thôi, còn không khác nhau cái gì cả. Mắc nhá, nó có trùng series, có nghĩa là con kia là 123 chẳng hạn thì con này cũng 123 đấy, nó chỉ chênh nhau vậy thôi. Một con 5 triệu 9 và một con 6 triệu 3. Con 6 triệu 3 là con trùng series, còn đâu như nhau tất bác nhá, nhau tất các bạn. Thì sau đây em Tuấn sẽ đi chi tiết báo cáo các bác là đối với những dòng này thì em không phải giới thiệu nhiều nữa, nó em chỉ đọc qua thông số xong em sẽ quay chi tiết phân tần. Ba con này mở ra như nhau hết rồi thì không nói rồi, nhưng mà em sẽ báo thông số cho bác nhé, phân tần. Bác chú ý hộ em là 5 triệu 9 và 6 triệu 3 nhé, thế thôi, nó trùng series. Đây, sau đây em báo cáo cho bác này. Đây là đôi loa JBL RM1025 mã. Con này công suất max là 400W, độ nhạy là 92 dB. Đấy, đây 92 dB. Đấy, đối với USA, Made in USA, được chưa? 012230 đấy. Có một con trùng series nhé, một đôi trùng series đấy, được chưa? Đôi trùng series sẽ là đôi giá 6 triệu 3. Đấy, ok chưa các bác? Sau đây Tuấn sẽ quay phân tần cho bác này. Về củ loa thì khỏi phải nói rồi, củ loa tất cả bên này đều JBL rồi, không nói. Củ loa đều là củ loa 2 tầng, keo còn zin nguyên nhá, tất cả keo nhá các bác nhá, yên tâm đi. Côn cứ còn bao nhìn cho bác hết, ok đi chưa? Đấy, phân tần khủng đây. Và bọn dòng những con này đều là 2 tinh chỉnh thôi chứ, đều 2 tinh chỉnh luôn ạ, 2 tinh chỉnh. Đây ạ, phân tần của em đây. Dù cho bác nhìn phân tần của em nó khủng. Đấy, phân tần nó kín trong này luôn. Phân tần của em nó kín hết cả con loa luôn đó. Tất cả những con loa này đều như nhau hết. Đều như nhau. Phân tần đều giống nhau hết, không khác gì cả. Được chưa? Thế đến con này đi. Đấy. JBL. Chú ý hội em nhé, em đã báo rồi nhé, là có nghĩa là 5 triệu 9 và 6 triệu 3. Dòng này bát 25 ạ. Đối với dòng bát 25 loa xịn thì ít có lắm, nhiều lắm. Bát 25 loa xịn ít có, được chưa? Đây, hình thức phía trước của nó đấy ạ. Phía trước này các bác có thể nhấc cái lưới ra bác vệ sinh nhé. Cái bác kia, tấm lưới em nhấc ra này, các bác thể nhấc lưới cho bác vệ sinh, bác rửa, bác lau, bác vệ sinh bằng xăng hoặc bác sơn màu trắng, màu nhũ vàng, màu gì màu. Cái này các bác có thể làm được bởi vì nó là bằng tấm thép. Nó bằng tấm thép nên các bác có thể phun vàng, phun bạc, phun đen, phun trắng là tùy các bác. Riêng cái về cái vấn đề bởi vì là cái tấm này họ nhấc được ra như này. Bên em thì không không phải là bên nên làm tốt đó, nhưng các bác về bác muốn sơn đen, sơn vàng hay sơn bạc gì đây thì bác chỉ cần lấy miếng băng dính, lấy băng dính này này, băng dính này, bác dán chữ JBL lại cho em, bác thích phụt màu gì thì ra màu đấy, được chưa? Bởi vì nó là tấm thép. Hai nữa là cái đây, cái tấm này cũng nhấc được ra, do vậy là cái phần cái vấn đề làm đẹp các bác có thể làm đẹp được. Còn đây em giới thiệu loa của em là em sẽ báo loa hàng chất lượng cho các bác và giá thành. Đấy, giá đã báo rồi bác nhé, 5 triệu 9 một đôi. 5 triệu 9 một đôi đối với lại là đôi không trùng series, có đôi trùng series là 6 triệu 3. 6 triệu 3. Còn đây những cái chỗ này này, bẩn ấy, dày. Các bác vệ sinh đi mà sơn xịt thoải mái. Hàng bãi mà. Mình nhấc được cả tấm ra mình vệ sinh. Nên là nhiều bác muốn chơi hàng chất thì rước những em này về. Sau đó mình muốn làm đẹp thì mình sơn vàng, sơn bạc, sơn bóng, sơn cái gì thì sơn. Các bác. Được. Đấy, giá thì em đã báo rồi. Mức giá thành báo luôn cho các bác cho nó rõ ràng. Không thích kênh của em, không thích úp mở gì cả. Đúng nhá. 5 triệu 9, 6 triệu 3, bác nào có nhu cầu liên hệ số điện thoại là 08 222 8
1999 hoặc 0911 169 961 ạ. Em chào các bác. Tiếp tục hàng khủng cho các bác đấy ạ. Em Tuấn hôm nay tiếp tục chào đón các bác đến với lại hai đôi loa JBL. Dòng JBL này hàng của USA, Bass 25. Đối với hai đôi loa JBL này, báo cáo các bác là trong này có hai đôi model giống hệt nhau. Một đôi có mức giá là 5 triệu 9 và một đôi là 6 triệu 3. Tại sao lại 5 triệu 9, 5 triệu 9, 6 triệu 3 khác nhau cái gì? Một đôi 6 triệu 3 là đôi nó có trùng series, thế thôi. Còn không khác nhau cái gì cả. Mắc nhé. Nó có trùng series, có nghĩa là con kia là 123 chẳng hạn thì con này cũng 123. Đấy. Nó chỉ chênh nhau vậy thôi, một con 5 triệu 9 và một con 6 triệu 3. Con 6 triệu 3 là con trùng series. Còn đâu như nhau tất bác nhé. Nhau tất các bạn. Thì sau đây em Tuấn sẽ đi chi tiết. Chi tiết báo cáo các bác là đối với những dòng này thì em không phải giới thiệu nhiều nữa. Nó em chỉ đọc qua thông số xong em sẽ quay chi tiết phân tần. Ba con này mở ra như nhau hết rồi thì không nói rồi. Nhưng mà em sẽ báo thông số cho bác nhé. Phân tần. Bác chú ý hộ em là 5 triệu 9 và 6 triệu 3 nhé. Thế thôi. Nó trùng series. Đây sau đây em báo cáo cho bác này. Đây là đôi loa JBL RM1025 mã. Con này công suất mắc là 400W, độ nhạy là 92 dB. Đấy. Đây, 92 dB. Đấy, đối với USA, made in USA. Được chưa? 012230. Đấy. Có một con trùng series nhé, một đôi trùng series được chưa? Đôi trùng series sẽ là đôi giá 6 triệu 3. Đấy. Ok chưa các bác? Sau đây mà Tuấn sẽ quay phân tần cho bác này. Về củ loa thì khỏi phải nói rồi. Củ loa tất cả bên này đều JBL rồi, không nói. Củ loa đều là củ loa 2 tầng. Keo còn zin nguyên nhá. Tất cả keo nhá các bác nhá. Yên tâm đi. Côn kia còn bao nhìn cho bác hết. Ok đi. Chưa? Đấy, phân tần khủng đây. Và bọn dòng những con này đều là hai tinh chỉnh thôi chứ. Đều hai tinh chỉnh luôn ạ, hai tinh chỉnh. Đây ạ, phân tần của em ở đây. Zoom cho bác nhìn phân tần của em nó khủng. Đấy, phân tần nó kín trong này luôn. Phân tần của em nó kín hết cả con loa luôn ạ. Tất cả những con loa này đều như nhau hết. Đều như nhau. Phân tần đều giống nhau hết, không khác gì cả. Được chưa? Thế đến con này đi. Đấy. JBL. Hãy chú ý hội em nhé. Em đã báo rồi nhé. Là có nghĩa là 5 triệu 9 và 6 triệu 3. Dòng này là Bass 25 ạ. Đối với dòng Bass 25 loa xịn thì ít có lắm. Nhiều lắm. Bass 25 loa xịn ít có. Được chưa? Đây hình thức phía trước của nó đây ạ. Phía trước này các bác có thể nhấc cái lưới ra bác vệ sinh nhé. Cái bác kia, cái tấm lưới em nhấc ra này. Các bác có thể nhấc lưới ra bác vệ sinh, bác rửa, bác lau, bác vệ sinh bằng xăng. Hoặc bác sơn màu trắng, màu lũ vàng, màu gì màu. Cái này các bác có thể làm được bởi vì nó là bằng tấm thép. Nó bằng tấm thép nên các bác có thể phun vàng, phun bạc, phun đen, phun trắng là tùy các bác. Riêng cái vấn đề, bởi vì là cái tấm này họ nhấc được ra như này. Bên em thì không phải là bên nên làm tốt đó. Nhưng các bác về bác muốn sơn đen, sơn vàng hay sơn bạc gì đây thì bác chỉ cần lấy miếng băng dính, lấy băng dính này này, băng dính này, bác dán chữ JBL lại cho em, bác thích phụt màu gì thì ra màu đấy, được chưa? Bởi vì nó là tấm thép. Hai nữa là cái đây, cái tấm này cũng nhấc được ra. Do vậy là cái vấn đề làm đẹp các bác có thể làm đẹp được. Còn đây em giới thiệu loa của em là em sẽ báo loa hàng chất lượng cho các bác và giá thành. Đấy, giá đã báo rồi bác nhé. 5 triệu 9 một đôi. 5 triệu 9 một đôi đối với lại là đôi không trùng series, còn đôi trùng series là 6 triệu 3. 6 triệu 3. Còn đây những cái chỗ này này, bẩn ấy, dày. Các bác vệ sinh đi mà sơn xịt thoải mái. Hàng bãi mà. Mình nhấc được cả tấm ra mình vệ sinh. Nên là nhiều bác muốn chơi hàng chất thì rước những em này về. Sau đó mình muốn làm đẹp thì mình sơn vàng, sơn bạc, sơn bóng, sơn cái gì thì sơn. Được các bác. Đấy, giá thì em đã báo rồi. Mức giá thành báo luôn cho các bác cho nó rõ ràng. Không thích kênh của em, không thích cái úp mở gì cả.
nhé. 5 triệu 9, 6 triệu 3, bác nào có nhu cầu liên hệ số điện thoại là 0822281999 hoặc 0911 169961 ạ. Em chào các bác.